Thưa quý vị, bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ đảng viên đã từng được Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ lâu. Lúc sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn mỗi cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu, tránh những căn bệnh ấy, rèn luyện đạo đức cách mạng khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu. Thế nhưng vẫn có những người tự kiêu tự mãn, để những căn bệnh ấy không chỉ làm méo mó hình ảnh nhân cách vinh quang của chính họ mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin và tình cảm của nhân dân. Trong bản tin thời sự 19 giờ hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để bàn về vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Vâng, xin cảm ơn chị Khánh Trang. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đề cập đến bệnh công thần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói thế này: cậy mình có một ít thành tích thì tự kiêu tự đại, cho mình là cứu tinh của dân, công thần của đảng, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết của đảng. Thật là đáng buồn, đến giờ thì biểu hiện của căn bệnh ấy vẫn đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Trong đó thì có cả cán bộ đã kinh qua rèn luyện, cống hiến, lập nhiều chiến công, nhưng đến lúc nghỉ hưu thì lại thiếu tỉnh táo, nói và viết trái với đường lối, quan điểm của đảng, rồi là tiếp xúc với nhiều đối tượng cơ hội chính trị, thậm chí là cả đối tượng phản động, bị chúng lợi dụng, kích động, dẫn đến phát tán nhiều thông tin xấu, việc làm sai trái, có hại cho đất nước, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong cơ quan nhà nước, nhưng sau khi về hưu, ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn và những điều đảng viên không được làm, không phải một lần mà nhiều lần, rồi cố tình không chấp hành kiểm điểm và có hành vi chống đối cách thức tổ chức, có những lời nói phát ngôn bài viết mang tính xuyên tạc chống đối đảng và nhà nước với những luận điệu thù hằn. Trước sự suy thoái rất nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tháng 11 năm ngoái, ông Chu Hảo đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Có những người qua việc làm đó để nâng mình lên và tất cả cho rằng mình biết nhiều hơn. Đấy. Và như Bác Hồ nói là cái bệnh tâm thần ở chỗ đó, đặc biệt đối với những đồng chí có ảnh hưởng lớn trong một bộ phận nhân dân, thì cách nói, cách phát ngôn của các đồng chí đó nó làm cho nhân dân ít nhất là hoang mang, thậm chí nghi ngờ những cái điều hay những chính sách mà đảng ta đang tiến hành. Bệnh công thần còn thể hiện ở sự hống hách coi thường pháp luật trong đời sống hàng ngày. Năm 2017 xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh cảnh sát giao thông quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ yêu cầu một tài xế xe ô tô xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành. Lúc này, người đàn ông ngồi cạnh người tài xế liên tục dùng lời lẽ thô tục tuyên bố có thể cách chức được cả giám đốc công an, và nếu làm công trễ họp thì chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ phải nghỉ việc luôn. Người đàn ông sau đó được xác định là một vị trung tướng quân đội, nguyên phó chỉ huy của quân khu. Người dân sẽ nghĩ gì khi thấy những hình ảnh vừa rồi? Lẽ ra là những cán bộ như thế phải là tấm gương sáng với cộng đồng, thì họ lại đang làm xấu hình ảnh của chính mình. Thời gian qua, nhiều tướng lĩnh, sĩ quan trong quân đội cũng rất phiền lòng khi nhắc đến căn bệnh công thần của một vị tướng, người từng là thần tượng của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, với câu nói nổi tiếng trên trận tuyến đánh quân thù. Những công hiến của ông đã được đảng và nhà nước ghi nhận, phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được phong hàm thiếu tướng rồi làm lãnh đạo một đơn vị trong quân đội. Thế nhưng khi về hưu, vị tướng tài ngày nào đã thay đổi. Tại một cuộc tọa đàm được tổ chức cách đây 2 tuần, vị thiếu tướng này đã có những phát biểu hàm hồ vô căn cứ về lịch sử nước ta. Thậm chí ông còn lên giọng phê phán chính sách ngoại giao của đảng, nhà nước, công khai xúc phạm, miệt thị danh dự, uy tín của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đặt điều vu vạ cho Bộ Ngoại giao. Nghiêm trọng hơn, vị tướng này đã mượn diễn đàn lợi dụng danh nghĩa các cựu chiến binh để kích động. Đây là những phát ngôn bịa đặt tạo sự nghi ngờ với đảng, nhà nước trong nỗ lực giải quyết các vấn đề về chủ quyền quốc gia. Các cựu nước thật là khéo mà đấu tranh khôn ngoan là không đối đầu. Ta đi đường lối hòa bình, ta vận động nhân dân thế giới cùng với ta, toàn dân ta để đấu tranh giữ lấy đất nước toàn vẹn lãnh thổ chúng ta. Ta xây dựng đất nước chúng ta, cái đó là tốt nhất. Cái món mà công thần hăng hái vỗ ngực kia mà là gọi người ta gọi mình rơi thì gây tác hại cho đất nước. Mình rất đáng buồn, một vị tướng mình trông ngoài cái đó những cái kẻ xấu
thường lấy những cái nó chê tôi cái này đó. Vị thủ tướng này còn chê rằng tướng bây giờ chưa biết chiến tranh. Chẳng nhẽ ông muốn đất nước này tiếp tục có chiến tranh để có tướng đánh giặc hay sao? Không có tướng đánh giặc mà quân đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ vững được chủ quyền, hòa bình vẫn giàu mạnh tiến lên, đó mới là mục tiêu của quân đội ta. Với quá khứ vẻ vang, với những đóng góp cho đất nước trong chiến tranh, đáng lẽ vị tướng này hơn ai hết càng phải hiểu rõ giá trị của hòa bình, nhưng ngược lại lại có những phát biểu không có tính xây dựng, thậm chí là kích động. Vì do tính công thần của mình cho nên nghĩ là mình công lao to lớn quá, mình trình độ quá, cho nên những người thì không trình độ gì cả chê bai, và có thể nói đấy là người vô ơn bạc nghĩa. Quân đội đã nâng đỡ ông ta hả? Không có quân đội giáo dục, quân đội giúp đỡ, quân đội rèn luyện và quân đội tôn vinh, quay lại qua thường quân đội như vậy. Mình mới phải nhìn người khác với một tầm thấp đấy, mà mình nhìn họ trong một hoàn cảnh lịch sử cả so sánh nó không được đấy. Thế cho nên là như vậy là nó dẫn đến cái tự kiêu, cái tự đại, cái kiêu ngạo. Đã là người cộng sản, là đồng chí đồng đội thì khi góp ý phê bình phải với tinh thần của người cộng sản, đồng chí đồng đội, chứ không thể bịa đặt thông tin gây hoang mang, suy giảm niềm tin của nhân dân. Càng không thể phê phán chê bai khi chính mình chưa đủ tâm đủ tầm đủ thông tin. Không thể chấp nhận những kiểu phê bình tùy tiện, hồ đồ, vô trách nhiệm, phủ nhận cả thành tích, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân bằng ý kiến chủ quan, lệch lạc. Đó không phải là cách hành xử đúng đắn của người cán bộ đảng viên chân chính, chứ chưa nói đến là những người được phong tặng danh hiệu anh hùng. Đang đến đây thì tôi nhớ đến buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong đầu tuần này. Nhiều người đã ấn tượng và thấy trân trọng khi nghe phát biểu tâm huyết của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4. 93 tuổi, 72 năm tuổi đảng, vị tướng già đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu, vẫn luôn đau đáu và trách nhiệm đối với đất nước. Tổ quốc là tên địch, Tổ quốc với Đảng, với Bác Hồ, với Bộ Chính trị là thống nhất. Đi chiến cả khi là tiêu chất như vậy, để rồi khi có vấn đề gì đó, chúng ta cùng với Đảng để mà xử lý. Như khi ông nóng, nóng nóng cái gì? Hả? Nóng ruột cái gì? Ai nóng ruột con Bộ Chính trị? Hả? Người chịu trách nhiệm trước Đảng, trước toàn dân. Quan trọng nhất, quyết định nhất là Đảng nhà nước ta phải tập hợp được lực lượng. Chưa thế là sự thống nhất trong toàn dân, chỉ biết điều dân về Bộ Chính trị tin tưởng rằng giữ vững theo con đường hòa bình. Thì tất cả có phải vì lợi ích quốc gia dân tộc ăn, hay là chỉ có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên, lên gân lên ra vẻ ta là anh hùng, ta chỉ là yêu nước, ta yêu nước, còn Trung ương Đảng chính phủ này không yêu nước à, Tổng Bí thư không yêu nước là vô trách nhiệm à? Thì mong các bác hôm nay tôi thấy mấy rất hay là phải cảnh giác với những cái phần tử, những cái luận điệu xuyên tạc bị mắc như. Cho nên hôm nay tôi thật sự xúc động và thấy rất là cảm ơn các đồng chí đã nêu lên cái tinh thần à, đặc biệt là các Thước nói đã đúng là đã chinh chiến rồi, kinh nghiệm lâu năm. Đất nước ta đã phải trải qua mấy chục năm chiến tranh, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá nền độc lập tự do. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn nhiều thách thức, thì đây là lúc mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có những tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo về hưu, cần chung sức, chung lòng, chia sẻ với đất nước. Đó là đạo của người làm tướng. Thời gian gần đây thì báo chí đã có nhiều bài viết về đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phi công Nguyễn Văn Bài, một con người uy dũng, hiên ngang, quả cảm khi chiến đấu với những thành tích vang dội. Nhưng khi trở về với đời thường, ông lại có lối sống khiêm tốn, giản dị, được nhiều người kính trọng. Hình ảnh cuộc đời và những công hiến của ông Nguyễn Văn Bài không chỉ là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo, mà để cho cả những cán bộ đang mắc bệnh công thần nhìn vào đó mà soi, mà sửa lại mình. Phần trình bày của tôi xin kết thúc tại đây. Mời anh Quốc Anh và chị Khánh Trang tiếp tục chương trình thời sự.